sách Việt Rách, tủ sách bài tập cuối tuần, sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5, tuyển tập đề thi giữa cuối học kỳ 1, học kỳ 2. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Chào mừng các con đã đến với khóa học chữa sách giáo khoa môn khoa học lớp 5, bộ sách mang tên Kết nối tri thức. Chúng mình sẽ đến với phần bài 4, đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí, sự biến đổi trạng thái của chất, trang 17, 18, 19, 20. Bây giờ, cô và các con sẽ cùng nhau đi đến với phần câu hỏi mở đầu trang 17. Trong truyện Ngụ ngôn Ê Đớp, để được uống được nước thì một con quạ đã cố gắng gấp từng viên sỏi thả vào trong bình chứa nước. Theo em, con quạ có thể uống được nước không và vì sao? Như vậy ta dễ dàng thấy rằng, theo em thì con quạ có thể uống được nước vì khi mà con quạ cố gắng gấp từng viên sỏi thả vào chiếc bình chứa nước sẽ làm cho nước trong bình từ từ dâng lên. Khi nước dâng lên đến miệng lọ thì con quạ có thể uống được nước đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình đến với phần 1, đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng và khí. Hoạt động khám phá 1 trang 17, sắp xếp các chất muối ăn, hơi nước, nhôm, nitơ, nước uống, dầu ăn, giấm ăn, oxy, thủy tinh ở nhiệt độ bình thường vào vị trí thích hợp theo bảng gợi ý dưới đây. Ở đây người ta cho con một cái bảng bao gồm có 3 cột. Cột đầu tiên là trạng thái rắn, thứ hai là trạng thái lỏng và thứ ba là trạng thái khí. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi sắp xếp các chất này vào vị trí thích hợp theo bảng nhé. Đầu tiên trạng thái rắn sẽ có muối ăn, nhôm và thủy tinh. Trạng thái lỏng sẽ có nước uống, dầu ăn và giấm ăn. Trạng thái khí sẽ có hơi nước, nitơ và oxy. Tiếp theo chúng mình đến với phần hoạt động khám phá 2 trang 17. Bơm cùng một lượng khí vào hai quả bóng bay khác nhau, hình 2. Quan sát hình và cho biết chất ở trạng thái khí có hình dạng xác định hay có hình dạng của vật chứa nó. Quan sát hình 3 và nhận xét vị trí của ruột bơm tiêm cố định hay thay đổi khi bơm tiêm chứa cùng một lượng không khí. Từ đó rút ra kết luận chất ở trạng thái khí chiếm khoảng không gian xác định hay không xác định. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát. Hình A là hút không khí và bơm tiêm. Hình B là bịt kín đầu bơm tiêm rồi ấn ruột bơm tiêm. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát hình 2 và ta dễ dàng thấy rằng chất ở trạng thái khí thì có hình dạng của vật chứa nó. Chúng mình sẽ tưởng tượng như quả bóng bay. Khi mà ta thổi thì nó sẽ tròn theo hình dạng của quả bóng bay đúng không nhỉ? Và ta nói chất ở trạng thái khí sẽ có hình dạng của vật chứa nó. Từ hình 3 ta dễ dàng thấy rằng ở bức tranh A, hút không khí vào bơm tiêm, vị trí của ruột bơm tiêm thay đổi vì không khí đi vào bơm tiêm làm thay đổi vị trí của ruột bơm tiêm. Hình B, bịt kín đầu bơm tiêm rồi ấn ruột bơm tiêm, vị trí của ruột bơm tiêm sẽ cố định vì khí không thoát ra ngoài. Kết luận, chất ở trạng thái khí chiếm khoảng không gian không xác định. Bây giờ, chúng mình đến với phần hoạt động khám phá 3 trang 18. Rót vào ống đong 100ml nước, sau đó đổ toàn bộ nước trong ống đong vào bình tam giác như là hình 4. Chất ở trạng thái lỏng có hình dạng xác định hay có hình dạng của vật chứa nó. So sánh lượng nước trong ống đong và bình tam giác, từ đó rút ra kết luận chất ở trạng thái lỏng chiếm khoảng không gian xác định hay không xác định. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau đi trả lời tất cả các câu hỏi này nhé. Ta biết rằng, chất ở trạng thái lỏng thì không có hình dạng xác định. Lượng nước trong ống đong và bình tam giác bằng nhau. Từ đó, rút ra kết luận, chất ở trạng thái lỏng chiếm khoảng không gian xác định. Bây giờ, chúng mình đến với phần hoạt động khám phá 4 trang 18. Quan sát hình 5 và cho biết, viên đá có hình dạng xác định hay có hình dạng của vật chứa nó. Thả lần lượt viên đá vào cốc ở hình 6A và cốc ở hình 6B, quan sát hình 6. Nhận xét mực nước trước và sau khi thả viên đá, giải thích.
So sánh lượng nước dâng lên ở hai cốc hình 6A, 6B sau khi thả viên đá. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát hình 5 này và từ đó rút ra kết luận chất ở trạng thái rắn chiếm khoảng không gian xác định hay không xác định. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát hình 6. Xem khi mà ta thả viên đá vào trong bình nước thì lượng nước có dâng lên hay không? À, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi trả lời tất cả các câu hỏi này nhé. Hình 5 thì cho biết viên đá có hình dạng xác định. Hình 6 thì cho biết mực nước sau khi thả viên đá cao hơn mực nước trước khi thả viên đá. Lượng nước dâng lên ở hai cốc hình 6A, 6B sau khi thả viên đá bằng nhau. Kết luận chất ở trạng thái rắn sẽ chiếm khoảng không gian xác định. Tiếp theo, chúng mình đến với phần hoạt động luyện tập vận dụng 1 trang 18. Người ta đã vận dụng đặc điểm nào của chất ở trạng thái rắn trong trò chơi xếp hình ở hình 7? À, ta dễ dàng thấy rằng người ta đã vận dụng đặc điểm của chất ở trạng thái rắn trong trò chơi xếp hình ở hình 7 bởi vì là chất rắn có hình dạng xác định. Bây giờ chúng mình đến với phần hoạt động luyện tập vận dụng 2. Con quạ trong hoạt động mở đầu đã làm gì để nước dâng lên trong bình? Lượng nước dâng lên thể hiện rõ đặc điểm nào của chất ở trạng thái rắn? À, ta dễ dàng thấy rằng con quạ trong hoạt động mở đầu đã cố gắng gấp từng viên sỏi thả vào chiếc bình chứa nước để nước dâng lên trong bình. Lượng nước dâng lên thể hiện rõ đặc điểm của chất ở trạng thái rắn là chất ở trạng thái rắn chiếm khoảng không gian xác định. Tiếp theo, chúng mình đến với phần 2, sự biến đổi trạng thái của chất. Hoạt động khám phá 1 trang 19. Thí nghiệm tìm hiểu sự biến đổi trạng thái, sự chuyển thể của nến. Chuẩn bị nến vụn, một bát sứ chịu nhiệt, một đũa thủy tinh, một kiềng sắt, một lưới tản nhiệt, một cốc nến và một bật lửa. Tiến hành như sau. Cho một ít nến vụn vào bát sứ và đặt bát lên kiềng sắt có lưới tản nhiệt hình 8A. Đốt nến và đun nóng bát sứ đến khi nến trong bát chảy lỏng hình 8B. Tắt nến, để nguội bát sứ và dùng đũa thủy tinh đẩy nhẹ lớp nến trong bát hình 8C. Quan sát và nhận xét sự biến đổi trạng thái của nến vụn dưới tác dụng của nhiệt. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát hình 8. Sau khi chúng mình quan sát xong hình 8, bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau đi trả lời câu hỏi nhé. Sự biến đổi trạng thái của nến vụn dưới tác dụng của nhiệt, nến ở thể rắn hình 8A và chuyển thành nến ở thể lỏng hình 8B và cuối cùng sẽ chuyển thành nến ở thể rắn như là hình 8C. Tiếp theo, chúng mình đến với phần hoạt động khám phá 2 trang 19, đọc thông tin và mô tả sự biến đổi trạng thái của cồn trong quá trình sử dụng. Ta biết rằng cồn là chất lỏng dễ bay hơi ở nhiệt độ phòng, thường được sử dụng để sát trùng trong y tế. Như vậy, sự biến đổi trạng thái của cồn trong quá trình sử dụng. Cồn trong lọ ở thể lỏng, nếu mở lọ, sử dụng cồn, cồn dễ bay hơi, cồn sẽ chuyển sang thể khí. Tiếp theo là hoạt động khám phá 3 trang 19. Nêu ví dụ mà em biết về sự biến đổi trạng thái của chất trong đời sống hàng ngày. Như vậy, ta biết rằng ta có thể kể tới một số ví dụ mà em biết về sự biến đổi trạng thái của chất trong đời sống hàng ngày như là nước ở thể lỏng, đem bỏ vào tủ đá, nước sẽ chuyển thành thể rắn, đun sôi nước, nước lại chuyển thành trạng thái hơi. Hoặc là khi mở lọ nước hoa thì em sẽ ngửi thấy mùi thơm, nước hoa đã chuyển từ thể lỏng sang thể khí do nước hoa dễ bay hơi. Bây giờ chúng mình sẽ đến với phần hoạt động luyện tập vận dụng 1 trang 20, giải thích vì sao người ta sử dụng cồn là thành phần chính trong nước rửa tay khô. Ta biết rằng người ta sử dụng cồn là thành phần chính trong nước rửa tay khô vì cồn có tác dụng sát khuẩn cực nhanh và cồn còn là chất dễ bay hơi, sẽ ít gây ra tác dụng phụ trên da khi sử dụng. Tiếp theo, đến với phần hoạt động luyện tập vận dụng 2 trang 20, đọc thông tin và giải thích vì sao trong tương lai gấu Bắc Cực có thể không còn nơi để sinh sống.
Ta biết rằng nhiệt độ trung bình của trái đất đang tăng lên do tình trạng ô nhiễm không khí. Sự thay đổi nhiệt độ này khiến băng ở Bắc Cực tan ra, hình 10. Nếu quá trình này tiếp diễn trong thời gian dài, thì gấu Bắc Cực có thể biến mất trong tương lai vì không còn nơi để sinh sống. Như vậy, ta biết rằng gấu Bắc Cực sống ở Bắc Cực có nhiệt độ rất thấp, đóng băng quanh năm, nhưng nhiệt độ trung bình của trái đất thì đang tăng lên do tình trạng ô nhiễm không khí. Sự thay đổi nhiệt độ này sẽ khiến băng ở Bắc Cực tan ra, nên gấu Bắc Cực có thể không còn nơi để sinh sống. Vừa rồi cô và các con đã cùng nhau đi trả lời tất cả các câu hỏi có trong bài số 4. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo nhé! Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.